Xin chào tất cả quý vị, trở lại kênh YouTube của Mark Home. Thì hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà lô phố do Mark Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của anh Nguyễn Ngô Hoàng Nhật ở Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như tất cả video trước, trước khi mà chúng ta đến thăm căn nhà của anh Nhật thì An sẽ giới thiệu về Mark Home trước. Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trò gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và kênh YouTube tôi sang tải rất nhiều mẫu nhà để có thể giới thiệu đến tất cả quý vị. Quý vị có thể tham khảo kênh YouTube Mark Home, nhà đẹp Mark Home, nội thất Mark Home hoặc nhà phố Mark Home nhé. Ngoài ra chúng tôi có website là thietkethicongtrogoi.com hoặc markhomegroup.vn để quý vị cũng có thể tham khảo. Và nếu như quý vị đang miền Bắc hay miền Trung, miền Nam đều hoàn toàn có thể nhấc điện thoại lên và alo ngay số hotline, nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn ngay cho quý vị. Trở lại với mẫu nhà của anh Nhật thì đầu tiên chúng ta sẽ xem qua về mẫu nhà này ở bên ngoài trước. Ở bên ngoài thì đây sẽ là một công trình quý vị thấy là 2 tầng với thiết kế là mái bằng hiện đại ha. Đây là một công trình nhà ống, một cái kiểu dạng nhà lô phố khá điển hình. Nhìn từ bên ngoài thì quý vị thấy là màu sắc của công trình cũng rất là tối giản quý vị, gần như chỉ có một tông màu chính, đó chính là tông màu trắng. Và đây cũng là cái điều mà chúng ta thường thấy ở những công trình nhà ống rồi. Bởi vì quý vị biết là những cái mẫu nhà phố thường là phong cách hiện đại. Và phong cách hiện đại thì người ta rất là chuộng vào hai tông, một là trắng và hai là tông màu ghi, đúng không nè. Ở đây thì chúng tôi sẽ phối chủ yếu là tông trắng, nhưng mà không phải là sơn tường một cái màu trắng đơn thuần, mà thay vào đó thì chúng tôi sẽ ốp ở đây. Quý vị thấy đầu tiên ở ngay khu vực mặt tiền thôi là chúng tôi sẽ ốp là đá granite, có tông là màu trắng vân mây. Nhìn kỹ thì quý vị thấy là trên cái nền trắng sẽ có những cái đường vân. Thì đây chính là đá granite, là một cái loại đá rất là được phổ biến luôn quý vị. Với granite thì nó có một cái đặc tính, đó chính là rất là bền cứng nè, cũng như là có cái độ bóng đẹp nè, chưa kể là chống thấm hút rất là tốt. Tức là nếu mà chúng ta đặt ở ngoài trời mà trời mưa đó quý vị, trời mưa lớn á, thì nó cũng không bị thấm vào bên trong. Thì đó là một cái ưu điểm rất lớn của đá granite. Và nếu mà chúng ta so sánh về chi phí giá thành thì chắc chắn là granite nó cũng sẽ tiết kiệm hơn so với marble rất là nhiều, mà nó còn cứng hơn marble nữa. Cho nên là vì sao chúng ta lại không lựa chọn, đúng không nè. Cho nên là đó lý do mà rất là nhiều gia đình lại yêu thích ốp granite cho khu vực mặt tiền hoặc là mặt bên của công trình là như vậy. Bên cạnh granite thì quý vị nhìn kỹ sẽ thấy là ngay khu vực mặt tiền luôn thì chúng tôi sẽ ốp gạch thẻ, và chúng tôi sẽ ốp ở đây thành nguyên một cái vách nè quý vị. Và cái vách này chúng tôi ốp gạch thẻ cũng là tông màu trắng. Đây là cái điều đặc biệt của công trình này, bởi vì thường thì gạch thẻ anh thấy cũng nhiều rồi, nhưng mà đa phần thì gạch thẻ anh thấy là người ta sẽ ốp tông màu ghi là nhiều. Còn với gạch thẻ màu trắng như thế này thì nó cũng khá là khác biệt. Có thể là gia chủ là một người yêu thích màu trắng, hoặc là cũng có thể là nếu mà xét theo phong thủy đi thì màu trắng là mệnh kim, thì có thể là gia chủ là người mệnh kim, hoặc là mệnh thủy, kim sinh thủy thì màu trắng cũng rất là tốt cho người mệnh thủy luôn. Cho nên là nếu xét theo phong thủy thì hai mệnh đó sẽ rất hợp với màu trắng nhé. Về hệ thống cửa thì bởi vì đây là một công trình nhà lô phố mà tính chất hiện đại nữa, cho nên chắc chắn rồi là cửa sẽ đều là cửa nhôm hệ kính. Cụ thể là quý vị có thể lựa chọn những dòng cửa, ví dụ là cửa nhôm hệ Sinfa nhập khẩu từ Quảng Đông Trung Quốc có tem đỏ, hoặc là cửa nhôm hệ Sinfa Việt Nam, hoặc cửa nhôm hệ PMA, hoặc cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với những cái dòng cửa như vậy thì nó đều rất là tốt trên thị trường hiện nay. Và với cửa nhôm kính thì sẽ lấy sinh khí ở bên trong nhiều hơn. Và chưa kể là em đã nói rồi, nhà phố đó quý vị, thì cái đặc tính là nó rất là dài vào bên trong, cho nên là chúng ta phải tính toán làm sao để mà tất cả không gian bên trong đều có sinh khí. Thì đây là một cái việc mà chúng ta phải suy nghĩ, và trong quá trình thiết kế kiến sư phải cân nhắc những điều này. Phần lan can ở trên tầng 2, chúng tôi sẽ làm lan can ở đây là kính cường lực nha quý vị. Em nghĩ đây là lựa chọn hoàn toàn hợp lý, bởi vì kính cường lực thì rất hợp với những công trình hiện đại rồi. Và kính cường lực có một ưu điểm là nó trong suốt, cho nên là nhìn nó rất là nhẹ nhàng cho công trình của mình, không có gây cảm giác nặng nề ha. Và kính cường lực như thế này thì quý vị thấy là hiện tại thì nó sẽ cứng gấp 5-6 lần so với kính thường. Và cái gọi chi phí để mà thi công kính cường lực nữa cũng không quá đắt, cho nên là nhiều ngôi nhà hiện đại người ta rất là chuộng kính cường lực là như vậy. Đó là tổng quan bên ngoài của công trình. Bây giờ hãy cùng Nhật An chúng ta tiến bên trong và các anh sẽ đọc là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình này nhé. Đầu tiên sẽ đọc là mặt bằng định vị công trình. Quý vị thấy tổng quan công trình của nhà anh Nhật so với khu đất. Khu đất là cái những cái đường cha gạch chấm màu đỏ này quý vị. Đây chính là ranh giới khu đất ha. Và công trình của nhà anh Nhật so với trục đường phía trước cũng khá là gần. Từ mặt tiền đi ra phần đường là tầm khoảng 5 mét.
Còn xét về hướng nhà, so sánh hoa tiêu, sẽ thấy là công trình nhà anh Nhật hướng lên bên trên, hướng bên trái, bên trên là hướng Bắc, bên trái là hướng Tây. Công trình nhà anh Nhật sẽ nằm ở hướng Tây Bắc. Sẵn tiện mời quý vị xem qua một số hình thực tế của công trình. Thì đây chính là hình thực tế của công trình nhà anh Nhật này quý vị. Thì đây có thể là ảnh chụp của cái gian nhà cũ. Tức là đây là công trình trước khi được xây dựng ha. Thì nó sẽ như thế này. Thì có thể là khi xây dựng thì chúng ta sẽ phải tháo dỡ đi cái nhà cũ để mà chúng ta sẽ xây mới. Tiếp theo thì anh sẽ đọc đến mặt bằng của công trình. Ở đây nhìn vào mặt bằng tầng 1, quý vị thấy được chiều dài ngôi nhà là 15,85m, chiều rộng ngôi nhà là 5m, tổng tích sử dụng cả hai tầng tầm khoảng 150m2. Về công năng, tầng 1 chúng tôi bố trí là có phòng khách, phòng bếp ăn, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Tầng 2 chúng tôi bố trí là một phòng thờ, có thêm 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh nữa. Bây giờ mời quý vị xem một số ảnh nội thất công trình này. Đầu tiên là không gian phòng khách. Thì quý vị sẽ thấy là ở đây chúng tôi sẽ thiết kế là phong cách hiện đại ha. Từ cái bộ ghế sofa, chiếc bàn trà đến kệ tivi ở phía trước. Không gian bếp cũng vậy, kệ tủ bếp sẽ được thiết kế là hình chữ L nè. Chiếc bàn ăn thì cũng khá là hoành tráng và bên trên sẽ có một cái quạt đèn trần. Phòng ngủ số 1 thì cũng là tông màu trắng và tông màu gỗ. Đây sẽ là hai tông màu chủ đạo của nội thất. Tiến lên tầng 2 chúng ta đến không gian phòng thờ thì bàn thờ, bàn cơm bên dưới đều là chất liệu gỗ tự nhiên. Phòng ngủ số 2 thì cũng đẹp, không hề thua kém so với phòng ngủ đầu tiên. An rất thích cái thiết kế của cái vách tường cạnh bên giường ngủ, quý vị thấy là sẽ có những cái khe hở lắp những cái đèn led vào hắt sáng, nhìn rất là ấn tượng. Còn phòng ngủ số 3, phòng ngủ này thì nó bé hơn xíu nhưng mà tủ quần áo cũng được thiết kế cầu kịch trần và cách sắp xếp cũng khá hợp lý. Và cuối cùng là phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 thì có một bức tranh trang trí nhìn rất khác biệt so với phòng ngủ còn lại và kệ TV sẽ được thiết kế là gắn liền với khu vực tủ quần áo. Trở lại với sơ thiết kế kỹ thuật thi công của nhà anh Nhật thì An đọc tiếp đến mặt đứng. Ở đây sẽ đọc mặt đứng trục BA. Với mặt đứng này quý vị thấy có sụp không đỉnh của mái là 6,9m, sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 3,6m, sàn 2 đến sàn của mái là 3,3m. Ngược lại có sụp không xuống người lại sân là 45cm chia cho 3 bậc, mỗi bậc là 15cm. Đây là cái độ cao rất là hợp lý cho bước chân người Việt Nam của chúng ta. Bước chân người Việt Nam thì tầm từ 15 đến 18cm là chúng ta có thể bước thoải mái. Bên dưới chúng ta sẽ có 4 cái ô hình chữ nhật tương ứng vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ là tường ốp đá granite, ứng ốp gạch thẻ, sơn MH trắng, ốp đá chẻ v.v. Bây giờ thì An đọc tiếp đến mặt cắt của công trình này. Ở đây sẽ đọc mặt cắt trục AA. Với mặt cắt trục AA thì quý vị thấy được vị trí cầu thang đi trong nhà, những cái lối cửa đi trong nhà, đặc biệt là cái sàn. Quý vị thấy là cái sàn của sân thượng thì quý vị, cái tầng mái đó, thì ở đây chúng tôi cũng sẽ đổ là sàn bê tông cốt thép cho quý vị thấy nó có màu đen nè. Khi mà chúng ta đổ sàn bê tông cốt thép nó mang đến một cái cảm giác là cứng cáp hơn, chống nóng, chống dầu nước mưa tốt hơn cho công trình của mình. Và bởi vì đây là không gian sân thượng là sẽ tác động trực tiếp bởi cái việc là mưa, cho nên là quý vị phải thi công chống thấm cho nhà mái bằng là một cái điều rất là cần thiết luôn. Tiếp theo đọc đến hồ sơ kết cấu của ngôi nhà thì dựa mặt bằng móng sẽ thấy ngôi nhà này xử lý là móng cọc bê tông cốt thép, tiết diện là 250x250mm. Với công trình này thì sử dụng móng cọc thì anh nghĩ có thể là do địa chất, có thể là địa chất ở đó nó sẽ hơi yếu hoặc gần mạch nước ngầm. Chúng ta nên ưu tiên là móng cọc. Với móng cọc sẽ chia làm hai loại là móng cọc đài thấp hoặc móng cọc đài cao. Cuối cùng anh sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà anh Nhật. Anh đọc mặt bằng chiếu sáng thông gió của tầng 1. Nhìn vào đây thì quý vị sẽ thấy được hệ thống đèn nè, đèn đao lai âm trần D90 công suất 7W của mắt hôn, rồi những cái đèn dây led hắt trần mắt hôn nè, quý vị thấy không ạ? Trong khu vực phòng khách hay phòng bếp đều có ha. Trong phòng ngủ cũng vậy, thì đèn đao lai đang là một cái xu hướng trong thiết kế ngày nay mà, cho nên là chắc chắn là chúng tôi sử dụng là rất là nhiều rồi. Rồi tiếp theo thì quý vị sẽ thấy được những cái vị trí, ví dụ là ở ngay trung tâm phòng khách, phòng bếp chúng ta sẽ có quạt đèn trần kết hợp với quạt trần và đèn chùm. Đây cũng là thiết kế hiện tại rất là được chuộng luôn. Vậy Nhật An vừa giới thiệu quý vị về mẫu nhà của anh Nhật ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, một mẫu nhà lô phố. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay Mark Home ở số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.